Phong Trang và xin trân trọng kính chào tất cả các anh chị, xin phép được chào tất cả các anh chị tại chúng ta là những người nghệ sĩ và đây rất nhiều tuổi ông, tuổi bác, tuổi chú phải không ạ? Vâng, nhưng chúng ta hát hôm nay thì xin gửi lời chào tới tất cả tới quý vị, tất cả các anh chị và thưởng thức những giọng đàn ca tài tử với nhân đề Hoa Tím Bằng Lăng và lần đầu tiên Quang Huy vào thành phố Hồ Chí Minh, rất là may gặp các anh chị ở đây hôm qua một phòng trà, xin trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Hôm qua từ hát với ca sĩ nào đây ạ? Vậy. Anh Thư ạ. À, nghệ sĩ anh Thư. Chị vô trước đó. Em không dạy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dần trăng sáng năm nắng nhớ con chặt cái tia chạy dài ta tung cờ.